Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì ở cái video này em sẽ cập nhật cho mọi người cái thông tin về cái dự án Titan. Thì cụ thể thì cái thứ nhất á, em sẽ thông báo cho mọi người á, cái cách là chúng ta có thể gửi, chúng ta khóa để chúng ta lấy lãi ha. Và cái lãi này nó cao nhất nó có thể là lên đến 30%. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái thông tin về cái ngày mà chúng ta KYC. Cái thứ ba nữa là thông báo cho anh chị là Titan nó đã list trên những cái sàn nào. Và cái thứ tư là cái quan trọng thì chúng ta nên hold, nên khóa hay là chúng ta nên bán ha. Rồi nếu như anh chị nào thấy cái nội dung này mà nó thừa thải, nó gọi là không có gì mà nó hay ho đối với anh chị thì cứ thể thoát ra ha. Em chủ yếu là chia sẻ cho những cô chú anh chị người mới thôi. Sòng phẳng vậy đi ha. Rồi mình sẽ vào cái Titan. Thì Titan hiện tại có hai dạng, một cái dạng là chúng ta sẽ đào trên web và hai là cái APK. Em thì đang đào trên cái dạng web, tại vì cái web này nó sẽ có cái chức năng là Google dịch, mình sẽ dịch ra nó thoải mái hơn, còn APK là hầu như là chúng ta không có. Ok, thì bây giờ nè, tốc độ đào đã giảm ha. Còn số anh chị nào đang bị lỗi thì chúng ta không vào được, chúng ta có thể là xóa mấy cái cửa sổ này, chúng ta đăng xuất ra, chúng ta vào lại xem sao ha. Như thế này, bây giờ á, cái việc đầu tiên là em sẽ cập nhật cho mọi người là cái thông tin mà chúng ta khóa để lấy lãi kiểu như vậy. Anh chị sẽ thấy phía trên này nè, chỗ cái chuông thông báo nè, họ có thông báo cho mình ha. Đây, mình nhấp vào. Chúng ta nhấp vào cái dòng đầu tiên ha, là Titan sẽ mở dịch vụ khai thác cam kết BOS. Em sẽ đọc nguyên văn nha, rồi em sẽ phân tích cho anh chị xem. Titan sẽ mở dịch vụ khai thác cam kết BOS vào lúc 22 giờ. Ngày 28 tháng 5 năm 2022, tổng khối lượng khai thác là 8 triệu T, cho đến khi việc khai quật hoàn thành, thì số lượng áp suất khởi động là 500 T, điều kiện cam kết lớn hơn hoặc bằng 500 T. Tức là anh chị muốn có được cái này à, là chúng ta phải được là từ 500 T, ha. Tức là chúng ta phải có cái số lượng T là từ 500 trở lên nha mọi người ha. Số lượng tối đa của áp suất chất lượng đơn là tới 50.000 T, tức là từ 500 tới 50.000 T. Thời gian cam kết có thể là 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, 180 ngày hoặc 365 ngày. Tức là ở đây nếu như anh chị có đạt được 500 T á, chúng ta thực hiện cái thỏa thuận này thì anh chị sẽ cũng như là chúng ta gửi vào, chúng ta khóa 500 T. Sau đó chúng ta sẽ nhận được cái tốc độ đào và chúng ta sẽ đào trong cái giới hạn là 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày, 180 ngày và 365 ngày. Cái này là tùy theo chúng ta lựa chọn nha mọi người ha, cũng như cái gói cước như vậy. Đó. Rồi lãi suất ban đầu của BOS là 3% hàng năm. Rồi hàng năm là 10%, rồi 13%, 17% và 25%. Lãi suất BOS sẽ được điều chỉnh nhẹ theo tổ chức cầm cố. Trong quá trình điều chỉnh, người dùng sẽ được quyền lựa chọn có tiếp tục cầm cố hay không. Đó anh chị, thì năm nay như thế này, khi chúng kiểu như chúng ta gửi, chúng ta lấy lãi thôi, thì ít nhất là chúng ta phải có 500 tỷ trở lên ha, và chúng ta khóa, sau đó chúng ta sẽ nhận lãi. Ở đây có cái hay như thế này, họ làm cái này, cơ chế này nè, thu hút được chúng ta giữ cái lượng Titan. Tức là khi ngày 31 tháng 5 chúng ta KYC xong á, thì tránh cái tình trạng mà chúng ta sẽ bán ồ ạt, sẽ dẫn đến cái tình trạng là phá giá cái đồng này. Và tổng cung của cái đồng này nó chỉ có 80 triệu thôi, nhưng trong đó nó cho chúng ta làm Android chỉ có 20 triệu nha mọi người nha ha. Đó nên anh chị lưu ý. Rồi ở đây một cái câu hỏi đặt ra là anh chị ít ti làm sao để có được 500 ti, thì em sẽ nói cái vấn đề này ở sau cái video, là chúng ta sẽ lên những cái sàn chúng ta có thể mua ha, và chúng ta cũng có thể hold hoặc là chúng ta có thể bán đó. Cái này cũng rất là hay mọi người, cơ chế này nó giống như là của cơ chế bên B-Network, là khóa để giữ giá, khóa để giữ cái độ hiếm, tại vì nó đã hiếm rồi mọi người, mà cái này nó làm như thế này nữa là nó hiếm hơn nữa. Thì theo em nghĩ, ở đây em nói luôn, tùy theo cái nhu cầu của chúng ta, ví dụ như chúng ta ít ha, mình không có được 500 ti thì chúng ta cũng nên hold đi ha, và chúng ta tiếp tục đào đó. Rồi còn nếu như chúng ta nhiều thì chúng ta đừng có bán ra bây giờ, cái giá nó rất là thấp, chúng ta nên gửi sang kinh đi. Em nói như vậy cho dễ hiểu, để chúng ta nhận theo cái lãi này theo phần trăm, thì sau này khoảng 1 đến 3 năm, em nói ví dụ ha đó, chúng ta
cái giá nó sẽ tăng lên cho chị thấy, tại vì nó rất là hiếm. Và cái dự án này là nó chuyên về Anaerob, nó phát triển rất là mạnh, sau này nó sẽ có hệ sinh thái rồi NFT, rồi nói chung có rất là nhiều. Đây chỉ là giai đoạn khởi đầu thôi anh chị ạ. Rồi cái này là em nói thông qua về cái vấn đề mà chúng ta gửi skin lấy lãi ha, kiểu như vậy. Rồi cái thứ hai nữa, ở đây họ có thông báo nè: xin chào người dùng T-Chain, ứng dụng tìm kiếm thị trường lớn nhất thế giới mai tóc canh. Thì ở đây ý họ nói với mình đó là chúng ta lên đây để chúng ta cập nhật cái giá trị thực của cái đồng T-Chain thôi. Nó cũng như những cái sàn như CoinMarketCap hay là CoinGecko, mọi người chúng ta nhập vào chúng ta xem cái giá ha. Em không nói nhiều vấn đề này. Rồi cái chỗ cái sàn GT nè, thì cái đồng T-Chain này đã list vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 5 lên cái sàn GT này ha. Thì cái sàn này lúc trước em cũng đã có nói anh chị, hướng dẫn anh chị chúng ta đăng ký cái sàn này để chúng ta mua bán. Thì theo thông tin cái dự án á, là họ sẽ list hai cái sàn, một là cái sàn GT Shakti đó, hai là cái sàn S6. Thì cái sàn S6 thì em nghĩ á, là sau khi KC họ sẽ list. Còn cái sàn GT thì hiện tại họ đã list rồi. Đây là cái giao diện của cái sàn S6 anh chị nha. Thì khi cái sàn S6 này chúng ta KC á, thì họ bảo là chúng ta dùng cái hộ chiếu, nhưng mà anh chị dùng cái hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc bằng lái xe đều được ha, đều được hết. Rồi tiếp theo á là cái sàn GT Shakti nè, thì cũng là cái sàn mới, nhưng mà anh chị biết sao không, cái số lượng tóc cành trên đây khá là nhiều. Rồi em sẽ cho mọi người xem cái đồng ti, anh chị nhấp vào cái bảng tiền mới trên cái sàn Shakti nè, anh chị thấy cái chỗ ti này không? Thì nó hiện tại lúc cái giá nó mới list á là nó 0.3, nhưng hiện tại còn 0.18. thì ở đây câu hỏi đặt ra là nên mua hay là nên bán. Rồi ví dụ như anh chị có ti, thì anh chị theo em á, là chúng ta muốn sakin như cái phần hồi nãy ở đầu video em nói á, thì chúng ta nên mua ở đây, mua khoảng 500 ti ha. Thì 500 ti nó cũng không có bao nhiêu đâu anh chị ha. Rồi chúng ta mua, chúng ta chuyển về bên cái T-Chain á, rồi chúng ta có thể là gửi, rồi chúng ta để đó 1 năm, 2 năm, 3 năm chúng ta lấy lãi, rồi sau này giá cao chúng ta bán luôn. Rồi cái thứ hai nữa, anh chị nào ít ti mà sau khi ngày 31 tháng 5 chúng ta cây xe, chúng ta có nên bán hay không? Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng thôi, em không ép buộc nha, em chỉ đưa ra định hướng. Thì chúng ta đã ít rồi mà giá thấp nữa, thôi công sức của mình coi như là mình cứ để đó đi, mình quên nó đi, mình bán cũng không có nhiều tiền hết á, mình để 1, 2 năm coi thử sao. Có khi một cái dự án á, nó list mới đầu giá rất là thấp, nhưng khi nó bay một cái á, thì nó bay rất là nhiều. Hơn nữa cái dự án T-Chain này là chuyên về Anaerob, dự án mạnh, và nó đặc biệt là tổng cung nó ít ha. Thì giai đoạn đầu nó list như thế này thôi, nhưng mà tương lai anh chị em nói nó giá không có thấp đâu, em nói nhấn mạnh luôn á. Rồi những anh chị nào nhiều bi thì nhiều ti thì sao? Ví dụ như chúng ta có 1-2 ngàn thì em cũng nghĩ như thế này: một là chúng ta nên gửi sakin, hai là chúng ta nên hold. Tại vì cái T-Chain cơ chế của nó là sau này anh chị muốn nhận được nhiều cái đồng Anaerob của những dự án mới á, là chúng ta cần phải có nhiều ti. Anh chị thì chia theo cấp ha, cấp 1, cấp 2, cấp 3 tới cấp 10 ví dụ như vậy, thì anh chị nhiều chúng ta sẽ nhận được nhiều. Như vậy ha. Riêng bản thân em á, nếu mà nói về cái dự án này á, đối với em một á, là em sẽ gửi khoảng 1 đến 2 2 phần em gửi sakin. Tiếp theo đó em chừa lại một ít để em nhận Anaerob cũng như em tiếp tục đào ha. Thậm chí là em cũng có thể là gửi lên đây một ít, em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách bán, cách demo thôi, hoặc là em sẽ gửi lên sàn em để đó. Thì khi nào mà nó bay cao đó, thì em sẽ có một ít em bán liền để trang trải cuộc sống cũng như chúng ta cần sử dụng này kia mọi người. Đó là cái cách của em làm. Tóm lại là cái dự án T-Chain này ngon, anh chị nào chưa làm thì làm ha. Tốc độ nó giảm dần rồi mọi người ha, và cũng em nghĩ sắp hết rồi, tại vì nó chỉ cho có 20 triệu thôi. Đó là về cái dự án T-Chain, anh chị lưu ý cho em. Rồi sẵn đây cho em nói luôn cái dự án Bi. Thì mấy ngày nay là Bi nó gầm rộ, nó chuẩn bị là đến cái ngày 28 tháng 6 là mainnet mở, nên là họ đang gáo giết cho KC ha. Thì anh chị phải xem xét lại vào cái danh mục mainnet này, mình coi mình đã làm hết các bước chưa anh chị nha. Làm hết các bước rồi thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta vào cái app Bi này, chúng ta kiểm tra, chúng ta xem nếu mà họ có thông báo ở đây nè, bạn đã được KC thì chúng ta KC liền. Nói chung là rất là gầm gộ rồi, nhiều người đã được hen.
cha mẹ em được, anh chị em được, nhiều anh chị trong cái nhóm em được, nhưng mà riêng của em không được. Em nghĩ cái này á là những cái người nằm ít bi á, hoặc là ít ghép á, thì họ sẽ cho cây thi trước, tránh cái tình trạng là chúng ta tạo nhiều cái tài khoản ảo á mọi người, để chúng ta lấy ghép, chúng ta lấy cái số lượng bi á. Thì em nghĩ như vậy ha, nên là nó của em rất là lâu, em cũng muốn được để em làm của em, để em chia sẻ cho mọi người cái cách cây xe cho nó dễ hơn. Còn những của cha mẹ em hay anh chị em á, thì cái đó liên quan đến vấn đề cá nhân, em không có chia sẻ được, anh chị thông cảm nha. Rồi cái video này là cập nhật cho anh chị cái dự án Titan này. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết thông tin về cái B-Network giai đoạn tới này như thế nào ha.